Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong năm nay ở Việt Nam tiến hành trên toàn quốc những đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 đến 2025. Bất chấp đại dịch virus Vũ Hán đe dọa với những nguy cơ làn sóng thứ hai cho lây nhiễm cộng đồng tại Việt Nam. Cái cần quan sát ở đây là thành phần cũ mới đàn sen trong khi đảng bộ các cấp cơ sở có nhiệm kỳ 2020 đến 2025 thì đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ được diễn ra vào trung tuần tháng riêng năm 2021. Vài tháng sau đó, một chính phủ mới được những đảng viên trúng cử đại hội 13 sẽ được thành lập để lãnh đạo đất nước cho đến năm 2026. Có một so sánh cho liên tưởng quyết định giải tán nghị viện của tổng thống Singapore theo cố vấn của thủ tướng Lý Hiển Long hôm 23 tháng 6 rồi bầu lại vào 10 tháng 7. Có phải chỉ là bình mới rượu cũ khi Đảng Hành động Nhân dân PAP cầm quyền từ khi lập quốc coi như sẽ lại thắng cuộc? Ở Việt Nam, những tương tự Đảng bộ cấp cơ sở địa phương đã bắt đầu bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, trong khi đó ở cấp trung ương thì phải đến đầu năm 2021 mới diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù trước hay sau thì kết quả vẫn không thay đổi. Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục cầm quyền và có thể ngay sau đó những vị trí vừa ổn định vừa nhiệm kỳ 2020-2025 ở Đảng bộ các cấp lại sẽ có những điều chỉnh nhân sự của bộ chính trị nhiệm kỳ mới. Nhưng sẽ là chủ quan nếu cho rằng tất cả là do ông Lý và PAP tự biên tự diễn trong thời gian qua trong lòng xã hội Singapore đang sinh đang hình thành những tập hợp mới có cách nhìn tầm nhìn khác với PAP cầm quyền. Cuộc bầu cử sớm cũng phát sinh từ những nhu cầu nội tại này. Đúng dự kiến thứ ba 30 tháng 6 là ngày sướng danh. Các ứng viên trong cuộc bầu cử 10 tháng 7 có 11 đảng chính trị ở Singapore đã trình làng tổng cộng 191 ứng viên tranh 93 ghế nghị sĩ khóa 14. Tính từ khi đảo quốc này độc lập vào năm 1965, so với cuộc bầu cử trước vốn chỉ quy tụ 179 ứng cử viên, cuộc bầu cử lần này có tính cạnh tranh cao hơn. Trong số các ứng viên có đến 73 người là nhân vật mới cùng với một ứng viên độc lập. Có 2,65 triệu cử tri Singapore sẽ chọn mặt gửi vàng có một sự vắng mặt vào thời gian chót đáng lưu ý là ông Lý Diễn Dương, đảng viên Đảng Xã hội Singapore PSP và là em trai của ông Lý Hiển Long nhưng nay trở thành người của phe đối lập, cho biết sẽ không tham gia cuộc bầu cử. Dĩ nhiên, cái khác biệt nhìn là thấy ở đây mặc dù đảng PAP vẫn quyền uy nhất song cử tri đảo quốc sư tử vẫn sẽ bằng phổ thông đầu phiếu để chọn ra những nghị sĩ trong số các ứng cử viên từ 11 đảng chính trị quy mô lớn nhỏ ở Singapore. Còn ở Việt Nam, có lẽ nhìn từ đại hội đảng bộ các cấp, cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đang diễn ra cho thấy đây là sân là giàn đấu của một kịch bản soạn duyệt từ lãnh đạo đảng cấp trên. Những cụm từ kiểu sáng XYZZ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thành ủy XYZ tổ chức hội nghị duyệt các nội dung đại hội đại biểu Đảng huyện ABC lần thứ 14, 15, nhiệm kỳ 2020-2025 vẫn được tìm thấy cho các bản tin tờ báo địa phương. Thành phần tham dự hội nghị duyệt đại hội này thường có các chức danh đồng chí ABC, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí ABC, Ủy viên thường vụ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, ABC, Ủy ban trưởng ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo các ban ngành, sở ngành cấp tỉnh, tập thể ban thường vụ cấp Đảng bộ chuẩn bị cho đại hội Đảng có thắc mắc nếu đến kỳ luận kiếm cấp lãnh đạo đảng bộ tỉnh, thành phố ABC, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị, bất ngờ rớt khỏi sàn đấu, thì cái ý kiến chỉ đạo hồi duyệt đại hội của các đồng chí này sẽ ra sao? Liệu điều đó có ảnh hưởng đến nghi ngại về những lợi ích nhóm trong chính các đảng viên của đại hội đảng cấp bộ cơ sở? Tính cạnh tranh trong những đảng viên ở trường hợp này xem ra thiếu hẳn động lực vì họ không thể làm trái ý với lãnh đạo đảng cấp trên. Ở đây là đồng chí ABC, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Diễn biến của đại dịch virus Vũ Hán ngày càng khó lường, song có lẽ khôn lường nhất là chuyện nhắc đến, đặt nhắc lên đặt xuống của nhóm đảng viên cho bù cho nhân sự đảng nhiệm kỳ mới sẽ được công khai hóa tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam về cán bộ có nội dung chống lại những người có tham vọng quyền lực và chạy chức chạy quyền gọi chung là tham quyền. Nghị quyết yêu cầu loại bỏ ra khỏi cơ quan lãnh đạo người tham quyền không bầu cho những người có biểu hiện tham quyền. Nghe qua tưởng là hay là đúng, nhưng thực chất đây là sản phẩm của những đầu óc quá kém trí tuệ chỉ thấy một phần hiện tượng mà không hiểu bản chất. Đây là một quy định phản khoa học, họ đã đồng nhất tham quyền với những hành động xấu xa bị ổi là lợi dụng quyền lực để vinh thân phì ra, để thực hiện những mưu đồ đen tối. Người ta không thấy được mặt tốt tích cực của việc mong ước có quyền cao chức trọng. Nếu lên án tham quyền thì những nhân vật chính trị lớn của thế giới, những người tranh cử làm tổng thống, thủ tướng của các nước đều có tham vọng đó. Ở các nước dân chủ phát triển không nơi nào lên án tham vọng đó, không người nào có lương tri chống lại tham vọng đó. Gần đây nhất, ở Malaysia, ông Mahathir Mohamad ngoài 90 tuổi còn tranh cử chức thủ tướng và thắng cử năm 2018. Ở Mỹ, ông Donald Trump trên 70 tuổi là doanh nhân trước năm 2016 chưa tham chính bao giờ. Năm 2016 tranh cử Tổng thống và thắng cử. Năm 2020 tiếp tục tranh cử. Ở Nga năm 2020, ông Putin vận động thông qua sửa đổi hiến pháp bỏ điều khoản hạn chế nhiệm kỳ Tổng thống. Họ là những dẫn chứng điển hình về mong ước có quyền cao ở Việt Nam người ta cố tình dùng chữ tham chữ chạy để làm mờ mắt và ù tai những người yêu bóng vía thực ra tham vọng và sự nối tiếp mong muốn mong ước thích thú hàm thích nguyện vọng ước mơ để làm được việc gì đó quan trọng có được thành công người ta phải có ước mơ mạnh mẽ ước mơ cháy bỏng kiên trì với ước mơ đó tham vọng chẳng qua là một cách nhìn khác của ước mơ mạnh mẽ và kiên trì cho rằng tham quyền là xấu, vậy phải chăng bản chất quyền lực là xấu? Không phải, bản chất quyền lực không tốt cũng không xấu. Tốt hay xấu là do phẩm chất của con người sử dụng nó và do cơ chế vận hành. Có phương châm rất hay rằng muốn biết phẩm chất một người hãy trao cho họ quyền lực và xem họ dùng nó. Với những kẻ cơ hội có sẵn lòng tham và nhiều thủ đoạn, gặp được cơ chế độc quyền toàn trị thì họ sẽ ra sức chuyên quyền thống trị, tham nhũng, công quỹ, bon rúc và áp bức dân lành, ra sức làm giàu cá nhân bằng mọi thủ đoạn, phải chống, phải loại bỏ bọn này. Một số người tài năng có tư tưởng tiến bộ cũng rất cần có quyền lực, chỉ khi có thực quyền họ mới phát huy được trí tuệ, thể hiện được năng lực. Xin lấy thí dụ trong trường đại học, bạn là thầy giáo có tài muốn cải cách đào tạo, bạn chỉ có thể thực hiện ý tưởng rất hạn chế trong bài viết, trong vài tiết học. Muốn ý tưởng được dùng rộng rãi hơn, bạn phải đưa nó ra bộ môn, trình lên khoa rồi báo cáo với ban giám hiệu và chờ. Hoặc bạn phát biểu ý tưởng ở một hội nghị nào đó và chẳng biết có ai nghe hay không phần lớn những đề xuất từ dưới như vậy rất dễ bị lãng quên hoặc bác bỏ một số ý tưởng được thay đổi chút ít và biến thành sản phẩm của người có chức có quyền hoặc của tập thể trong nhiều trường hợp xảy ra cảnh sau ý tưởng của bạn đề xuất của bạn được dùng nhưng thân bạn bị loại chỉ khi bạn có quyền lực càng cao càng tốt thì mới có điều kiện để thực hiện những ý đồ tốt đẹp trong tổ chức trong đất nước một ý đồ dù hay đến bao nhiêu, dù tốt đẹp như thế nào thì cũng chỉ có thể thực hiện và đạt được kết quả như ý đồ có đó biến thành nhận thức và tình cảm người lãnh đạo cao nhất của tổ chức, của đất nước và từ đó mới tạo nên quyết tâm chung. Tại sao ý tưởng của bạn lại dùng và thân bạn lại bị loại? Lắm khi bị diệt, đó là vì ý tưởng rất tốt, rất hay nhưng cấp trên không ưa bạn vì sao không ưa và vì rất nhiều thứ người ta người có tài thường hay có tật nào đó người có tài thường không biết xu nịnh cậy nhờ dựa dẫm họ trung thực ít xã giao bị gán cho khuyết nhược điểm là ra xa rời quần chúng coi thường lãnh đạo là tự cao tự đại là nặng về chuyên mà kém về hồng vân vân là vì trong lý lịch họ có chỗ nào đó chưa rõ ràng là vì không ít người trên họ là loại kém tài năng không ưa những người dưới giỏi hơn mình có ba loại người rất muốn có quyền lực loại a người có tài năng và liêm khiết họ cần có quyền lực để thực hiện ý đồ tốt đẹp tư tưởng tiến bộ họ không hoặc rất ít vì danh vì lợi của cá nhân loại b có tài năng nhưng kém liêm khiết Họ dùng tài năng để làm lợi cho đồng cho cộng đồng trên cơ sở đó làm tăng danh và lợi cho cá nhân. Loại C là bọn cơ hội có nhiều mưu mô thủ đoạn chúng dùng quyền lực chủ yếu để mưu lợi cho cá nhân và trong nhiều trường hợp làm hại người khác, làm hại cộng đồng. Phải chống lại phải loại bỏ bọn cơ hội chứ không chống tham vọng chức quyền chung chung. Chống như thế làm người ta nhầm tưởng chống cả người loại A và B. Việc này làm cho người loại A không dám vận động cho mình, làm cho những mầm móng tài năng bị vùi dập rất sớm. Chạy chức chạy quyền là cách nói võ đoán áp đặt cho việc vận động tranh cử. Vận động này có hai dạng tích cực, hoặc nghiêm chỉnh, hoặc tiêu cực, hoặc xảo trá. Vận động tích cực là sự tự ứng cử, tự giới thiệu là sự tranh cử với chương trình hành động, với lời hứa và cam kết. Đó là những sự vận động công khai minh bạch nhằm thu hút sự tín nhiệm của cử tri. Những người có tài năng trung thực và tự tin mới dám dùng cách vận động này. Vận động tiêu cực gồm những hành động xảo trá, bí mật dùng tiền tài để mua chuộc, dùng quyền uy để áp đặt, dùng tuyên truyền dối trá để lừa bịp. Bọn cơ hội chủ yếu dùng cách này. Chạy chức chạy quyền là cụm từ dùng cho trường hợp vận động tiêu cực. Nhưng vì trình độ soạn thảo văn bản quá kém mà làm cho nhiều người hiểu nhầm với việc vận động tranh cử chung chung. Với quy định này, người ta loại bỏ hoặc hạn chế việc tự ứng cử và vận động trong tranh cử. Vì người ta hiểu nhầm rằng đó là một biểu hiện của chạy chức chạy quyền, đây là biểu là điều phản với dân chủ. Một cuộc bầu cử dân chủ nghiêm túc thì danh sách ứng cử viên chủ yếu phải là tự ứng cử và họ phải trải qua tranh cử. Nếu không tổ chức được như vậy thì đề ra việc chống tham quyền lực, chống chạy chức chạy quyền chỉ là trò hề và lừa dối nhân dân. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những bình lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để sự thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.